nhất là có hỏi hỏi được, ví dụ nó có tiếp nối động mạch dưới đòn, có tiếp nối với động mạch chậu ngoài ấy. Đó, đúng hay sai đấy, thì đây chính là con nối của nó đấy, nối từ động mạch thượng vị trên đến động mạch thượng vị dưới là một cái đường rất dài, đúng không? Đi hẳn từ cổ cho đến tận bụng dưới, không giải phẫu cũng vào bụng dưới vùng hạ vị. Rồi đấy là ta vừa xét xong động mạch ngực trong. Còn cái mà ta hay bảo là tĩnh mạch chủ trên đấy, đó, lúc nãy ta nói tĩnh mạch chủ trên là các nhánh, thì bây giờ ta sẽ xem ở đây, ta sẽ thấy đây chính là hình ảnh của tĩnh mạch chủ trên, chủ trì này được tạo thành từ hai cái tĩnh mạch cánh tay đầu phải và cánh tay đầu trái, đó, thì đây chỉ là những thành phần nằm ở trong trung thất trên. Tuy nhiên chưa đủ, các anh chị thấy họ vẽ cái bọc một hình tròn đường tròn ở đây trông rất vô duyên đấy, đó. Thì bởi vì cái chỗ mà đường tròn là chỗ mà còn một cái mạch máu nữa nó nằm ở phía sau, đó. Nó chạy dọc hai bên cột sống, chạy dọc ở bên phải cột sống là mạch này, nó phải chạy dọc bên phải, chạy lên trên và nó uốn cong để rồi đổ vào tĩnh mạch chủ trên. Thì cái chỗ mà uốn cong đổ vào đó là cung tĩnh mạch đơn, và cái tĩnh mạch này gọi là tĩnh mạch đơn, thuộc hệ tĩnh mạch đơn. Mà như các anh chị nhìn thấy ở đây, ông này chạy dài dài, ông này chỉ là tĩnh mạch đơn. Thế để tiết kiệm thời gian lắm, lúc ta nói đến trung thất sau và các cấu trúc ấy, thì đúng không ạ, thì ta sẽ nói đến các cái cấu tạo của cái tĩnh mạch này. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là tĩnh mạch đơn là chỉ ở bên phải thôi nhé, thì nó được tạo thành này, có một cái mạch tương tự như này, thì nó bị đây là tĩnh mạch chủ bụng nó che mất rồi, thì thật ra nó tĩnh mạch như này, thì nó là một cái tĩnh mạch chạy từ dưới lên, có một tĩnh mạch chạy từ dưới lên gọi là tĩnh mạch thắt lưng lên ở bên phải, và ở đây nữa thì ta có tĩnh mạch dưới sườn bên phải, hai ông này chập lại với nhau, và đây chính là nơi bắt đầu của tĩnh mạch đơn. Tĩnh mạch đơn chạy lên thì nhận vào này, một khoang gian sườn đổ vào này, hai khoang gian sườn, ba khoang gian sườn, 4 5 6 7 đúng không? Khoảng 7 cái khoang gian sườn ở phía dưới, 6 đến 7 cái khoang gian sườn bên dưới thì sẽ đổ vào trong tĩnh mạch đơn. Còn lên trên nữa thì thường là ba cái khoang gian sườn trên cùng nó sẽ nối với nhau. Đây này, ba khoang gian sườn trên cùng ở ba vị trí này nhá, chị thấy ba cái tĩnh mạch ở đây này. Đây. Thì 1 2 và cái khoang gian sườn 3 đây nữa. Đây. Thì ba ông này sẽ lại hợp nhất với nhau, ba ông này chập lại với nhau thành một cái tĩnh mạch gian sườn trên. Đúng rồi, tĩnh mạch gian sườn trên. Thì nó sẽ lại cũng đổ vào nốt trong cái cung tĩnh mạch đơn. Anh chị thấy nó uốn ra để đây. Đây này, 1 2 3 từ trên nó cũng đổ nốt vào tĩnh mạch đơn và nó dẫn máu về trong tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ trên. Nghĩa là tất cả các cái khoang gian sườn của cái lồng ngực bên phải này đều hướng là đổ máu về, đổ máu mà nó thu được về trong cái tĩnh mạch đơn. Thì bên phải này được gọi là tĩnh mạch đơn vì nó dài như thế. Trong cái đó ở bên trái ta không có tĩnh mạch đơn mà ta có tĩnh mạch bán đơn và tĩnh mạch bán đơn phụ. Tĩnh mạch bán đơn này này nó coi có một nửa so với tĩnh mạch đơn thôi, tức là cũng được tạo ra bởi một cái tĩnh mạch mà ta thấy đây chính là thân thắt lưng lên, có một tĩnh mạch thắt lưng lên, lại cũng một tĩnh mạch dưới sườn, tĩnh mạch thắt lưng lên và tĩnh mạch dưới sườn này chập lại với nhau thành tĩnh mạch bán đơn. Tĩnh mạch bán đơn lên thì nhận máu trong này, một khoang gian sườn này, hai khoang gian sườn này, ba khoang gian sườn này, và rồi nó tận hết bằng một cái nhánh nối mà để đổ vào trong vị trí của tĩnh mạch đơn. Thì đây được gọi là cái phần bán đơn, đó, bán đơn. Nó chỉ là 1 cộng 3 đấy, đúng không? 1 cộng 3 tức là nó sẽ thu máu từ phần dưới sườn, đây là dưới sườn 12 cộng 3 khoang gian sườn ở trên này, đổ về. Còn lên phía trên ta lại thấy này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cái khoang gian sườn trên. Thì 5 ông cái cho nhánh, đúng không? Để cùng chập lại thành một cái tĩnh mạch mà ta thấy nó chạy dọc ở phía sau tim đây. Để rồi cũng lại cho cái nhánh nối, nhánh đổ sang đổ vào trong cái phía của tĩnh mạch đơn. Thì cái phần mà ta đang nhìn thấy ở đây chạy vòng từ trên xuống cũng như này, thì đây chính là bán đơn phụ. Và tức là ta có ở phía dưới là khoảng 3 khoang gian sườn cộng với một phần dưới sườn là 4 đi, cộng với trên này là có 5 khoang gian sườn nữa là 9, đúng không? Ta đúng không? 1 2 3 4 5 đúng không? 5 khoang gian sườn, 5 cộng 3 là 8, 4 là 9. Thế còn lại hai cái khoang gian sườn trên cùng mà ta nhìn thấy ở đây thì chúng cũng lại chập lại thành cái thân chung, nhưng mà lần này thay vì nó đổ vào tĩnh mạch đơn thì nó sẽ đổ thẳng vào hội lưu, tức là đổ vào thân tĩnh mạch cánh tay đầu ở bên trái. Hay nói cách khác là chín cái khoang gian sườn dưới ở bên trái thì đều dẫn qua hệ dẫn qua các tĩnh mạch bán đơn hoặc bán đơn phụ để rồi cũng lại đổ về tĩnh mạch đơn. Cho nên tĩnh mạch đơn là thứ mà chúng ta thường bỏ quên, thường không để ý, nhưng mà khi
nó cũng là một cấu trúc giải phẫu quan trọng dẫn máu từ cái mặt sau của ngực chúng ta trở về, và rồi nó đổ cái tĩnh mạch đơn lại đổ về trong tĩnh mạch chủ trên. Đấy, thì nó cũng là một trong các nhánh của tĩnh mạch chủ trên. Nhưng ta phải lưu ý rằng nhá, lấy cái vị trí của góc ức đây là mốc, thì chỉ có cung tĩnh mạch đơn mới thuộc về trong cái trung thất trên thôi, và cả cái tĩnh mạch gian sườn trên cùng đây thôi, tĩnh mạch gian sườn trên. Đấy, thì tĩnh mạch gian sườn sau trên thì đúng rồi. Đấy, và nó đổ về thôi, chứ còn không tính được cái những cái phần dưới của tĩnh mạch đơn, hay là không tính những cái phần dưới của tĩnh mạch bán đơn, và không tính toàn bộ tĩnh mạch bán đơn phụ đâu, nên chỉ tính thôi, thì tính gọn gọn là có cung tĩnh mạch đơn và đổ vào. Đấy, đây là ta giải quyết được hai cái thành phần mà rối rối, còn cung động mạch chủ và các nhánh như dễ rồi, ta chả phải đề cập cần gì. Nó có cái mốc của cung động mạch chủ, thì đây cung động mạch chủ phần này mới thuộc về trung thất trên, còn cái phần mà động mạch chủ lên thì nó lại thuộc về năm, nó có sự che phủ của mang ngoài tim nên được mô tả như là một thành phần trung thất giữa. Còn ở phía sau này thì ta có, đây chính là động mạch chủ xuống, hay còn gọi là động mạch chủ ngực, hay là nó được mô tả như là một thành phần của trung thất sau, vì nó đi xuống rồi, nó ở ngang đây thì vẫn là thuộc về trung thất trên, xuống đây đã là trung thất sau rồi. Còn ở đây ta thấy người ta minh họa hình ảnh của khí quản ở trước, thực quản ở sau, và hai cái động mạch cánh tay đầu bên phải và động mạch cánh trung trái, thì chúng kẹp lấy cái khí quản như này đây. Rồi bây giờ ta lại xem tiếp đến thần kinh hoành. Cái này thì dễ rồi, thần kinh hoành tạo ra từ nhánh trước. Nào, các anh chị nào biết nguyên ủy của thần kinh hoành ở đâu không? Cổ 4, cổ 5, cổ 3. Cổ 3, cổ 4, cổ 5, đúng không? Hay là chính ra là thuộc về thành phần, một trong các thành phần của đàm rối cổ. Nhưng mà ra phải, nếu hiểu chính xác là nó tách ra từ nhánh trước của cổ 3, cổ 4, cổ 5, đúng không? Và đúng rồi, đó là một trong thành phần của cái gọi là nó được xếp vào cái nhánh, một trong các cái nhánh sâu của đàm rối cổ, đúng không ạ? Và nó đi xuống, chúng ta có đây cổ 1 đây, cổ 3, cổ 4 và cổ 5. Thật ra cổ 5 thì không được tính là thành phần của đàm rối cổ, nó tính vào trong cái nhánh trước của cổ 5, một trong các rễ của đàm rối thần kinh cánh tay. Nhưng mà nó góp nhánh, đúng không? Với lại đàm rối cổ để tạo nên thần kinh hoành. Thần kinh hoành đi xuống thì từ trên xuống dưới nó bắt chéo ở mặt trước của cơ bậc thang trước. Nãy ta nói đến cơ bậc thang trước đấy, cơ bậc thang trước thì lại nằm ngay phía trước của động mạch dưới đòn, đúng không? Đấy. Rồi, và động mạch dưới đòn thì nằm ngay tựa lên trên cái đỉnh phổi. Đấy. Thế còn bây giờ đây, thần kinh hoành nó chạy xuống thì nó sẽ đi vào ngực, và ở ngực ấy, thì nó sẽ đi qua trung thất trên, rồi sau đó tìm đường xuống để đi hai bên màng ngoài tim, nghĩa là nó được coi như một thành phần của trung thất giữa. Đó, bám vào hai bên của màng ngoài tim. Đây, và đây là hình ảnh thần kinh hoành, thì ta thấy nó, đây là cơ bậc thang trước đây. Đó, thần kinh hoành bắt chéo đây để rồi chui vào ngực. Đi vào ngực thì nó đi ở hai bên của, ở bên phải thôi. Ở bên phải thì nó sẽ đi cạnh bên bên ngoài của cái tĩnh mạch chủ trên, và đi dọc xuống bên màng ngoài tim đây. Nó sẽ nằm trước các cấu trúc như là khí quản ở đây. Vậy những cái thứ gì chạy trên một bên diện của khí quản sẽ nằm sau nó, đúng không? Với cái con đường, với cái đường đi kiểu này. Đấy là thần kinh hoành. Thần kinh hoành thì lưu ý rằng đây là một thần kinh vừa làm nhiệm vụ cảm giác, vừa làm nhiệm vụ vận động, và cái loại cảm giác của nó được mô tả là loại cảm giác bản thể, tức là nó nhận định được có cái cơ hoành đấy ở trong ngực của chúng ta đấy. Rồi bây giờ đến thần kinh lang thang và chuỗi hạch giao cảm cạnh sống. Cái này tôi hơi gom chút hai về vị trí đây, một ông nằm trước hẳn, một ông nằm sau hẳn. Ta có thể thấy đây hình ảnh của thần kinh lang thang bên trái, đây là hình ảnh thần kinh lang thang bên phải. Hai cái thần kinh lang thang thì sẽ đi rất sát về động mạch, bởi vì anh chị có thể nhớ một điều thế này đấy, là ở vùng cổ thần kinh lang thang sẽ đi chung trong bao cảnh với động mạch cảnh chung, hai bên đều như thế, cho nên khi mà xuống đến vùng ngực nó sẽ đi rất gần với các cái động mạch cảnh chung, hoặc nguyên ủy của động mạch cảnh chung là động mạch cảnh tay đầu. Thì ở cái bình diện như thế, các anh chị có thể tưởng tượng nó nằm hơi trước hơn so với khí quản, hơi trước hơn so với phần còn lại như là động mạch dưới đòn. Và sau đó lấy thực khí quản làm mốc, cái khí quản phía sau khí quản thì có thực quản, sau thực quản của ống ngực sang hai bên của cột sống thì có hệ thống tĩnh mạch đơn, ra sau nữa thì có chuỗi hạch giao cảm cạnh sống, tất cả chúng đều sẽ nằm sau so với hai cái thần kinh 10 này. Đó, đây thần kinh lang thang này, và đây trên hình này sẽ rõ hơn, và ta thấy đây là hình ảnh của thần kinh 10. Đó, đây là hình ảnh của chuỗi hạch giao cảm cạnh sống. Giải thích một chút về cái gọi là chuỗi hạch giao cảm cạnh sống, thì ta biết rằng cái này
trong cả cái hệ giao cảm và đồi giao cảm, lúc nào người ta mô tả người ta cũng nói rằng có hai cái neuron chính, gọi là neuron 1 và neuron 2. Viết thế này thì sẽ dễ nhầm với N1, ngược 1, ngược 2, nhưng mà nhớ nhé, neuron. Thế thì neuron 1 bao giờ cũng là được mô tả nằm trong thần kinh trung ương và nó gửi cái sợi đến neuron 2. Neuron 2 lại được mô tả nằm trong thần kinh ngoại vi hay nằm trong các hạch, mà như ở hệ giao cảm thì nó nằm trong cái hạch này, gọi là các hạch giao cảm, thì neuron 2 nó sẽ nằm ở trong, và neuron 2 sẽ gửi sợi đi tiếp đến cái cơ quan đích. Cơ quan đích đấy có thể là ở da, có thể là ở thanh của các cái mạch máu, có thể là để cơ dựng lông, có thể là để cắt tạng. Đó. Thì bao giờ mô tả hệ giao cảm của đồi giao cảm cũng có một neuron 1 và neuron 2, hay người ta hay gọi đây là neuron trước hạch, và đây được gọi là neuron sau hạch. Mặc dù tôi rất không đồng ý với cái cách mô tả như thế, bởi vì neuron 2 chính là thứ làm nên cái hạch ấy, và lại gọi nó là neuron sau hạch thì nó không chuẩn lắm. Nhưng mà thôi thì thuật ngữ là thế rồi, thì đành phải theo. Đúng không? Thì neuron 1 và neuron 2. Cái sợi này, sợi trục mà từ neuron 1 này đi đến thì được gọi là sợi trước hạch. Sợi mà từ neuron 2 đến rời đi, đây được gọi là neuron sau hạch. Sợi trục sau hạch, sợi sau hạch. Và ta sẽ thấy có hiện tượng này đây. Khi mô tả về một dây thần kinh sống, ta biết đây là dây thần kinh sống, đúng không ạ? Dây thần kinh sống được tạo thành từ hai rễ, đấy là cách mô tả chung, một rễ vận động ra mặt trước, một rễ cảm giác ở sau. Nhưng cần phải hiểu rằng về mặt tín hiệu thì người ta có thể nói rằng từ sừng trước của tủy sống tín hiệu vận động đi ra ngoại vi, hay là hướng đến cơ quan đích. Còn qua rễ sau của dây thần kinh sống thì tín hiệu cảm giác sẽ đi trở về. Nên tiểu bàn được nó tạo thành hai cái rễ này, hai rễ này sẽ chập lại với nhau ở cái vị trí ngang mức với lỗ gian đốt sống, nên các anh chị ở bệnh viện hay gọi là lỗ liên hợp đấy, phải không? Thôi ta cứ nhớ là theo thuật ngữ giải phẫu nó chỉ là lỗ gian đốt sống, còn ở đây là dây thần kinh sống. Dây thần kinh sống thông thường sẽ tách ra tất cả là 5 nhánh. Trên hình vẽ này họ đã minh họa cho ta 4 nhánh đấy. Thì 5 nhánh đấy này bao gồm nhánh, hai cái nhánh rất to và quan trọng. Những anh chị nhìn thấy đây, một nhánh chạy ra trước, một nhánh chạy ra sau, gọi là nhánh trước và nhánh sau của dây thần kinh sống. Đây là nhánh trước, tôi viết vào vậy. Nhánh trước của dây thần kinh sống, và đây là nhánh, đây là nhánh sau của dây thần kinh sống. Thì ngoài ra, các anh chị sẽ thấy có những cái nhánh nhỏ nữa. Ví dụ, khi mà dây thần kinh vừa rời ra, sẽ có những nhánh nhỏ quay trở lại cảm giác cho man tủy cứng. Đó là nhánh thứ 3. Rồi ngoài ra có hai nhánh nữa liên quan mật thiết với các hạch giao cảm hạch sống. Đấy là này đây. Từ cái nhánh trước của dây thần kinh sống ấy có những cái sợi mà nó đi qua, nó sẽ tách ra để đi về phía hạch. Và khi đến hạch ấy, nó sẽ tiếp nối với cái neuron 2 nằm trong hạch ở đây. Neuron 2 sau đó lại gửi một sợi chạy về phía dây thần kinh sống và rồi đi theo dây thần kinh sống. Kết quả là làm cho ta có cảm giác từ một cái dây thần kinh sống nó tách ra để tận 5 nhánh. Tách ra nhánh trước này, nhánh sau này, nhánh quạt lại cho mang tủy này, và nhánh đến hạch này, nhánh rơi hạch này. Đó. Thế thì là thường mô tả 5 nhánh, nhưng mà ta phải lưu ý một chút là ở đây cái nhánh mà rơi cái dây thần kinh sống này là một cái nhánh được bọc bởi chất trắng, người ta đánh dấu vẫn là màu vàng đấy, để đến hạch, nên nó được gọi là thông trắng. Thông trắng bởi vì bề mặt của nó bọc bởi myelin. Myelin là chất giống như mỡ, nó tạo nên cái phần gọi là chất trắng ở trong hệ thần kinh của chúng ta ấy. Thì nó chạy đây được gọi là sợi thông trắng. Trong cái đó hạch nó trả lại cái sợi ấy, thì cái sợi để đi bằng dây thần kinh sống lại không được bọc bởi myelin, và nó được gọi là sợi thông xám. Như vậy 5 nhánh tách ra từ dây thần kinh sống có thể hiểu là có nhánh trước, nhánh sau dây thần kinh sống, nhánh cho bạn đạo tủy, nhánh thông trắng và nhánh thông xám. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng cái này lại phải lưu ý cái sợi mà để đi được đến cái hạch ấy, ta thấy có sợi đến hạch ấy, thì ta phải biết rằng nó không xuất phát từ sừng trước hay sừng sau đâu, mà nó xuất phát từ sừng bên của chất xám tủy sống. Từ sừng bên của chất xám tủy sống nó chạy ra để nối và nó đi vào trong hạch. Mà sừng bên của chất xám tủy sống chỉ tồn tại trong khoảng 14 đốt tủy. Bình thường lúc mà ta vẽ cái tủy sống thì ta biết là người ta thường hay mô tả nó, ví dụ đây là tủy sống. Ví dụ đây là tủy sống đã có. Đấy, bình thường là như thế. Thì ta có sừng này là sừng trước của tủy sống, mô tả đây là sừng trước, đây mô tả đây là sừng sau. Thế thì sẽ có những cái đoạn tủy mà nó nhô ra nữa, một cái sừng bên. Cái sừng này được gọi sừng bên hay là làm nhiệm vụ giao cảm, sừng này là sừng giao cảm. Và sừng này chỉ tồn tại trong các cái đốt tủy kéo dài từ ngực 1 đến thắt lưng 2 mà thôi, nghĩa là 14 đốt tủy. Nói cách khác là nếu chỉ có 14 đốt tủy này thì từ cái sợi
Từ cái xương bên này đi ra chỉ có 14 sợi thôi, hay nói cách khác là trên hệ thần kinh của chúng ta chỉ có 14 sợi thông trắng. À, trong khi đó đối với các sợi thông xám lại có tới tận 14 cặp sợi thông trắng nha, vì ta hai bên và có tới 31 cặp sợi thông xám, bởi vì ở dây thần kinh nào cũng sẽ có hạch gửi sợi đi đến, thần kinh sống nào ấy cũng có sợi từ hạch gửi sợi đi đến. Ừ, thế bằng ngày nào mà 14 sợi, 14 đường đi ra thì có tới tận 31 đường nối tiếp, đúng không? Nói thế thì sẽ nghe vô lý, bởi vì này nữa không phải bao giờ cái sợi mà đi đến hạch hay là đi đến cái neuron hai ở đây ấy, là nó sẽ tiếp nối luôn đâu, mà đôi khi nó bỏ qua thì ở đấy nó kệ, nó chạy xuống để đến cái hạch tiếp theo. Đôi khi nó bỏ qua nốt cả hạch tiếp theo để nó đi xuống cái hạch dưới nó nữa, hoặc là nó đến đây nó không thèm đi xuống, nó quặt đi lên trên và bỏ qua cái hạch đấy để lên đến cái hạch phía bên trên của mình. Cũng có thể có khi nó bỏ qua cái hạch này, bỏ qua cả hạch tiếp theo và đi vào đường sữa để nối với cái hạch gọi là hạch nước sống, và kết quả là các cái hạch này nó nối với nhau thành chuỗi, bởi vì những cái đường đi kiểu lung tung như thế và nó đi như thế thì tạo thành ta thành cái chuỗi hạch ở đây. Đây là chuỗi hạch giao cảm cạnh sống, mà ta biết rằng còn có mấy cái hạch trước sống nữa cơ, đúng không? Đây nó thành chuỗi như vậy, và chúng sẽ nằm rất sát ở phía sau và nằm gần cái vị trí mà như ta đang nhìn thấy đây, là vị trí của củ của xương sườn, nằm gần rất sát với vị trí củ sườn, và nó bị cái lá thanh của màng phổi nó che rất sát, rất rất khó nhìn thấy. Như đây là chỉ là chuỗi hạch giao cảm cạnh sống nằm ở đây. Thì ta sẽ lưu ý một vài cái cấu trúc của chuỗi hạch giao cảm cạnh sống, nó kéo dài từ tận vùng cổ này. Sau này các anh chị học đến ôn tập phần thần kinh tự chủ thì cố gắng lược đi, đừng có đọc cái sách của sách sách giáo khoa của anh chị, đọc quyển đấy không làm được bài đâu, không hiểu đâu, nên đừng nói đọc đến nữa. Thì các anh chị có thể về tìm lúc ấy lấy cái quyển của thầy Trịnh Văn Minh đọc thì rất mạch lạc, đúng không? Còn không thì lên trên mạng tìm tài liệu nó để đọc và có thể sai, đúng không? Ta biết đấy là thần kinh lang thang và chuỗi hạch giao cảm cạnh sống. Bây giờ đến ta lại đi đến tiếp cái cấu trúc mà nằm ở sau và gần như là một cái cấu trúc tạng quan trọng của vùng này, thì ta sẽ có đến khí quản, đúng không? Nằm ở sau đây, chia đôi là hai cái phế quản chính phải trái đây, và hình ảnh của phế quản chính phải bao giờ tách sớm cái phế quản thùy trên đây, đúng không? Thì đây là người ta lúc nào cũng sẽ vẽ cái hình ảnh như này cho chúng ta. Và ở đây các anh chị có nhận ra tĩnh mạch gì nó nằm ở đây không? Tĩnh mạch gì mà nó nằm ở phía trên của cuống phổi phải như này? Rồi, tin nhắn này, Tĩnh cơ. đúng rồi, không, cố gắng nói chi tiết hơn, đó đó là cung tĩnh mạch đơn ở quần cao, còn tĩnh mạch đơn nó chạy dọc ở phía dưới này cơ. À, đúng rồi, cung tĩnh mạch đơn thôi các anh chị, không phải cung tĩnh mạch đơn lớn đâu. Các anh chị, đây là thuật ngữ, cái bảo cung tĩnh mạch đơn lớn đấy chắc là thuật ngữ của cả đơn vị đào tạo khác, nên là đôi khi ngày vẫn dùng các cái tài liệu của thầy 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 Đỗ Xuân Hợp, hoặc là sẽ dùng các cái tài liệu mà của một số thầy sau này, hoặc là dùng những cái tên riêng của tiếng Anh ấy đó. Thì tên riêng ở trong cái tài liệu người đầu tiên mô tả chẳng hạn, bò gôn, bò bú đát chẳng hạn, thì những cái tên này ta sẽ lưu ý ra. Bây giờ giải phẫu ở y Hà Nội thì bỏ rồi, và cũng cố gắng là cùng với các thầy ban bạc nhau để thống nhất về cái thuật ngữ, chưa được nhưng mà sẽ càng ngày càng dùng tên theo chuẩn hóa. Thì tĩnh mạch đơn thì trong dịch từ tài liệu ra nó chỉ có tĩnh mạch đơn, nó không có thêm cái chữ great hay là major gì hết, cũng gọi là tĩnh mạch đơn lớn, đó. Chỉ có tĩnh mạch đơn, tĩnh mạch bán đơn, tĩnh mạch bán đơn phụ chẳng hạn như thế đó. Rồi, được rồi, ta lại tiếp tục. Thì ta có ở đây nữa, khí quản nằm ở đây. Và nếu ta tách thì lật khí quản ra, ta có phía sau chỉ những cái ống cơ này là thực quản. Đó. Và xem có gì nữa ở đây. Và khí quản thì được về mặt người ta hay mô tả nó là khí quản bắt đầu từ cái vị trí này đây. Khí quản hay thực quản thì đều bắt đầu có thể xem mô tả bắt đầu từ cái vị trí này. Tức là ta quay trở lại cái cấu trúc của vùng đầu mặt cổ, thì ta biết rằng ta có ở đây mũi, miệng, và thanh quản. Thì cái thành phần mà nằm ở phía sau của thanh quản này thì là hầu. Cái hầu được mô tả này nó bắt đầu từ gọi là kia, được gọi là củ hầu, ở cái phía nền sọ, và nó chạy dài xuống đến ngang mức của đốt sống, hay là ngang mức của nơi kết thúc thanh quản. Và ta thấy đây chỉ là thanh quản, cái sụn mà sụn nhỏ này ở phía trước là nhỏ, phía sau to này chính là cung và mảnh của sụn nhẫn, thì đây chính là bờ dưới của sụn nhẫn. Đó. Và bờ dưới của sụn nhẫn là kẻ ngang sang, chúng ta sẽ có cái phần mà nằm sau này, đây chính là nơi kết thúc, cái mốc kết thúc của thanh quản. Mà cái mốc này sẽ được tính bằng này, đây là đốt sống cổ 1, cổ 2, cổ 3, cổ 4, cổ 5, cổ 6, tức là mốc là bờ dưới của cổ 6.
Nói cách khác, từ cái ngang bức của bơ dưới cổ 6 trở xuống sẽ là nơi bắt đầu của khí quản ở trước và nơi bắt đầu của thực quản ở phía sau. Đó. À, và sau đó thì khí quản nó sẽ đến kết thúc ở cái vị trí mà nó chia đôi tận hết, tức là ngang bức với đốt sống ngực 4 như đã trao đổi với các chị từ trước. Đó. Còn thực quản thì tiếp tục chạy ra xuống nữa và xuống đến tận trong ổ bụng cơ. Đó. Thì khí quản này được mô tả là được tạo thành từ khoảng 16 đến 20 vòng sơ, đúng không? Mà có hình dạng hình chữ C hay là hình móng ngựa đấy, mà nó để hở ở phía sau nơi mà có căng qua bởi cơ khí quản, và trên niêm mạc của nó thì được lót bằng loại niêm mạc gì ạ? Anh chị đã được học. Niêm mạc gì ạ? Loại biểu mô gì ạ? Rồi, biểu mô trụ giả tâng có lông chuyển. Đó, nằm ở cái vị trí lót niêm mạc ở bên trong của khí quản. Đó, người ta lưu ý như thế. Rồi sau đó con có gì phải lưu ý nữa nhỉ? Khí quản nó như thế thôi. Rồi bây giờ ta sẽ đi tiếp. À, cái đi tiếp đến đây. Thì ta còn có một cái nữa gọi là ống ngực. Nhá, một trong các cái thành phần của trung thất trên, ta nhìn thấy nó xanh xanh ở đây, xanh là cây đây, thì đẩy toàn bộ thành phần của ống ngực. Thì ống ngực thường được mô tả một cách đơn giản nhất là nó bắt đầu bằng cách thế này này. Ở trong ổ bụng của chúng ta thì bạch huyết được dẫn về từ hai chi dưới, sau đó nhận một loạt các hạch ở trong ổ bụng để tập hợp lại thành hai cái thân. Hai cái thân đấy được gọi là thân thắt lưng. Thân thắt lưng. À, thì ở đây ta có thân thắt lưng trái và bên này thì ta có thân thắt lưng phải. Thân thắt lưng phải và trái là ở hai bên. Nhưng quan trọng hơn là từ hệ thống, từ trong các cái phần ruột non của chúng ta ấy, nó có cái chuyện hấp thu dinh dưỡng và trở về thì nó sẽ hấp thụ acid béo và nó sẽ đổi về trong một cái thân riêng gọi là thân ruột, nghĩa là ba thân, ba cái thân này sẽ cùng đổ về một cái túi rất to nằm ngay phía dưới của lỗ gọi là phía sau dưới đấy của lỗ động mạch chủ, nó nằm ngay phía sau đấy, thì người ta gọi đấy là bể dưỡng tấp. Đây cái chỗ cái khối phình này đó chính là bể dưỡng tấp. Ta có thể hiểu bể dưỡng tấp thì những cái dịch thức ăn đấy, đó. Mà cái dịch thức ăn này là thế này, trong cơ thể chúng ta chỉ đã học sinh lý mãi rồi, là glucose và acid amin thì được hấp thụ qua được thành ruột và đưa vào máu rất dễ dàng. Nhưng mà chất béo thì khó khăn hơn, và hầu hết chất béo thì lại được ngấm qua cái gọi là mô kẽ của cái tế bào ở thành ruột và rồi đưa vào trong cái hệ thống bạch huyết để dẫn về. Và chất béo sẽ tập trung vào đây, cái phần acid béo, đúng không? Sẽ, các túi acid béo sẽ chủ yếu được gửi về ở đây. Và nó, cho nên ống ngực là một cái cấu trúc người ta mô tả là gì, nó chỉ bắt gặp, tức là dễ dàng tìm thấy sau khi ăn, nhưng mà xa bữa ăn ấy, thì nó teo đi rồi chả tìm thấy, rất khó tìm thấy. Những cái phẫu thuật vào lồng ngực cổ bụng mà làm đứt cái dưỡng chấp này này, đứt cái đường dẫn hay là chính là ống ngực ấy, đúng không? Làm tổn thương ống ngực ấy, thì sau đó thường gây ra cái phù nề ở cái vùng dưới cơ thể mà nó dẫn chất béo về và nó gây phù, là phù khoảng kẽ đấy, đúng không? Tay ở khoảng kẽ ra. Và thì cái bể dưỡng cấp này nó nằm ở phía ngang bức với lỗ động mạch chủ này, thì nó sau đó nó sẽ tách ra một cái ống, nó tập hợp đưa ra một cái ống này chạy dọc lúc về cái hướng này. Ban đầu thì ở bên phải của cột sống và hướng dần dần đi hướng sang phía bên trái. Trên đường đi của mình, như các anh chị nhìn thấy đấy, một loạt các cái hạch ở các cái gian sườn của cái vùng ngực, vùng sau của ngực ấy, tất cả chúng đều cho nhánh, đều có những cái nhánh mà để đem đổ về cái ống ngực, rồi ống ngực sẽ chạy vòng lên trên, nhận nốt một vài cái đường nối, từ các cái khoang gan sườn ở phía trước nữa thì nó sẽ đổ thẳng vào chỗ mà người ta mô tả là hội lưu của tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch cảnh tay đầu bên trái, đây là hội lưu, nơi gặp nhau của hai dòng chảy đấy, thì là hội lưu. Và vì vậy cho nên ống ngực được mô tả là cấu trúc mà dẫn gần như toàn bộ bạch huyết của nửa dưới cơ thể và nửa sau của cái thành ngực của chúng ta để rồi dẫn về, đưa về. Nửa còn lại tức là đến khi mà đến ngực ấy, nó còn nhận luôn cả các cái đường bạch huyết đổ từ vùng đầu mặt xuống và vùng cánh tay xuống, cánh tay bên trái nữa đổ vào luôn. Đó. Thế còn ở bên phải thì vùng đầu mặt sẽ được dẫn về trong cái gọi là ống cảnh bên phải. Đó, nó đưa xuống. Rồi là có cả phần nữa gọi là sườn trung thất, cái ống sườn trung thất dẫn bạch huyết về đổ về bên phải. Thì ở cái phía bên phải nó có nhiều dạng biến đổi và nhiều cách mô tả khác nhau, cho nên nếu nói đến chuyện thi cử thì
anh chị có thể không phải để tâm lắm, nhưng mà ở bên trái thì rất rõ. Và đối với bên phải này thì các anh chị về nhà có thể tìm hiểu thêm thế là thế nào, thì nó có thể chia vào trong các cái ống, có thể là ống sườn trung thất hoặc là ống cánh tay đầu đó, hoặc là ống cảnh từ trên, thì đều cuối cùng tìm đường đổ về chỗ hội lưu của hai cái tĩnh mạch bên phải này, để rồi nó đưa vào trong hệ tĩnh mạch của chúng ta. Đó. Thì chúng ta lưu ý một chút về các cái đường bạch huyết như thế, thì trong đó trung tâm của nó cấu trúc ống ngực đi ở sát ngay mặt trước cột sống và ngay phía sau của thực quản. Đây là hình ảnh của cắt thực quản để lộ ống ngực ở đây. Đó, tôi sẽ zoom cái hình này lên. Này, cắt thực quản ra thì ta sẽ thấy lộ ra ống ngực. Đấy, nó chạy bắt chéo từ phải sang trái. Đồng thời cũng có thể thấy đây là bể dưỡng cấp. Đó, bể dưỡng cấp nhận về từ thân thắt lưng phải, từ thân thắt lưng trái, và từ cái thân này là thân ruột đây. Đó, đưa về từ một loạt các mạng bạch huyết ở cả chi dưới và trong ổ bụng để dẫn về ở đây. Đó, và đi lên trên. Đấy, người ta lưu ý đấy là cái đường bạch huyết của ống ngực. Tiếp theo bây giờ ta điểm lại các cái thành phần ở trong trung thất trên, anh chị có thể đã thấy rõ và hình dung được cấu tạo của nó như nào. Đây là ta đang nhìn từ bên trái sang những cái cấu trúc như là tầm sụn sườn, động mạch ngực trong, tuyến ức, đây là tĩnh mạch chủ trên, động cung động mạch chủ và các nhánh tĩnh mạch chủ trên và các nhánh, đúng không? Tĩnh mạch chủ trên các nhánh thì nhìn ở đây ta sẽ thấy rõ hơn, gồm có cả cung tĩnh mạch đơn này nữa. Rồi sang ra sau nữa thì ta còn thấy sang hai bên có thần kinh hoành, đây là thần kinh hoành trái thì bám lấy bề mặt của cung động mạch chủ, và thần kinh hoành phải thì bám lấy bề mặt tĩnh mạch chủ trên. Anh chị cứ thấy rằng ở phía bên phải là phía thường được xem như là phía của tĩnh mạch, đúng không? Phía bên trái gần như là phía của động mạch. Đấy. Và rồi chạy ra đây thì ta sẽ gặp thần kinh 10. Thần kinh 10 ở bên phải thì khác hơn, nó đã đi sát từ đầu so với thực quản. Rồi sau đó ra sau nữa thì ta có là khí quản, khí quản nằm ở đây. Sau khí quản là thực quản, sau thực quản nữa thì ta sẽ gặp cái phần những cái phần còn lại như là các cái tĩnh mạch gian sườn sau trên cùng này, và tĩnh mạch bán đơn để tìm đường về. Rồi sau đó ra sau nữa thì ta gặp chuỗi hạch giao cảm cạnh sống. Như vậy là toàn bộ thành phần và nằm ở trong trung thất sau. Anh chị có thể về dùng hai cái hình này để ôn cái phần này. Đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ đến trung thất dưới. Mà trung tâm của trung thất dưới thì như đã mô tả chính là tim và màng ngoài tim. Đúng không? Thì xin phép các anh chị ta giải lao khoảng độ 3 phút, 4 phút hoặc 2 phút gì đấy thôi. Đó. Để uống một nước thôi.